giờ nó mỏi cái miệng mình đang làm như không muốn hả ra vậy, nó cứ kêu cục. Đúng rồi. Rồi cái thôi thấm bệnh thì nó thối quá cuộc sống. Ừ, đúng rồi, sao nữa? Rồi mà nó nhức tê cứ dòi vậy nè, đúng rồi, nó không vô được. Giống như cái chuyện kia nãy vậy. Dạ. Vì không dám được làm thứ đó. Dạ. Làm thử coi công sao. Công vô vậy định thôi, nó nhức dữ lắm. À, vậy thấy giờ nhức. Giờ đi xuống đi thì đi được. Đúng rồi. Mà nó chỉ cái tông vô là nó nhức. Rồi, rồi còn gì nữa? Chỉ có nhiều đôi à, dưới tê rồi thì thôi. Rồi, chị đứng dậy đi. Nè, đây, chị quay qua đây hình đó. Lưng qua đây, quay lưng. Mà coi, mình ngồi nhìn cái lưng chỉ chút xíu. Ừ. Vậy thì đau quá rồi, cái lưng cũng bắt đầu có dấu hiệu nè. Đây nè, có gù rồi nè. Giờ cô em lên rời thức nè. Đây, gù ngay đây nè. Nè. Thấy chưa? Thấy rõ ràng không? Thấy gù hết. Dạ. À, rồi, đây là rời vô thấy cái gù ra này. Sao vậy? Mà đau đúng ngay đó. Dạ. Đó. Rồi bây giờ cúi xuống coi. Rồi, được, có dỗ ra, cũng gần đụng nha. Rồi, ngửa ra. Ngửa ra. Ô, cứng rồi em. Rồi, được rồi. Ok. Bây giờ đứng về đi, tròn tay. Ha, rồi tròn lên. Mấy con tay đụng. Vòng bên kia chị, cái tay trái vòng bên kia. Bên kia. Vòng bên kia. Vậy à, đúng rồi. Đúng không? Không đau rồi, đỡ tay. Đỡ không phải không? Rồi, ok, được rồi. Rồi, ở đây mấy ngày rồi? Lên đây mấy ngày rồi? Thứ nhật tới thứ hai. Ủa? Học từ bữa tới giờ á? Chị này đi học buổi sáng. Không buổi sáng rồi nè, vậy hả? Cua. Cua Cà Mau. Chưa đến còn thiếu nữa. Tôm khô Cà Mau. Đó. Ôi, được rồi. Tốt quá. Rồi giờ cả nhà đi hết rồi bỏ nhà đi coi. À, giao cho mấy ông xã hết. Đó, nghe chưa? Rồi mấy ông xã cho đi có nói gì không? À, chứ nhà lên ngoài cũng chết đúng không? Rồi, được rồi. Đau không? Đại ngứa, thằng có rốt trong đó mà đại ngứa. Đó, tốt rồi. Để chỉnh cái tay là ngon lành thấy không? Tốt. Tay này đúng là tay đúng tiền. Đây phải mà. Thế nên nó chị này chỉ bị tật cái khớp nó lâu lắm. Không có phải mới. Rồi tay kia. Éo. Ồ, khá được rồi. Cũng khá rồi ha. Rồi tay này thì bị nặng hơn. Ok. Rồi ta nằm trước đi. Đấy. Rồi nhấc mông lên. Ok. Mỗi hàm dữ lắm luôn đó thầy. Hả? Mỗi hàm. Mỗi hàm á. Mỗi nó do cổ. Mà cái cổ hết cái hết mỗi. Không sao, yên tâm. Em, lên tới đây là yên tâm rồi đúng không? Rồi. Cho đừng nói tôi làm cho tôi nha.
nhắc cắt lên nữa, tôi coi cái chỗ đây này. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.